Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi live chấm bài. Hôm nay là thầy sẽ chấm bài phong trào là các bạn sẽ vẽ về cái thiết kế thời trang và đặc tả nhất là về cái trang phục, cho nên là không có ép buộc các bạn là phải vẽ về cái áo dài ha, miễn là thiết kế trang phục là được hết. Tuy nhiên là có cái sự sáng tạo và kích thước của mình là giấy A3, và cái phong trào này dành cho là khối 8 và khối 9 thôi, là tổng cộng là có 10 lớp ha, không 10 lớp à, ủa đúng không, 9 lớp mà chứ phải 10 nữa. 8, 4 lớp 8 như là 5 lớp 9 là 9 lớp. Rồi bây giờ đó, ngoài cái cột điểm của môn thầy ra đó thì là chủ chốt, ngoài ra còn môn ngữ văn có chấm các bạn nữa, thấy không? Thành ra là cái chuyện mà nhất nhì thì nó sẽ không có biết được, nhưng mà thường là môn tôi là cao là chắc lấy cái nhất bạn đó rồi. Rồi vậy đi nha. Rồi ok. Rồi giờ bắt đầu mình chấm điểm nha chưa? Rồi. Về thiết kế trang phục á, các bạn là không cho phép các bạn copy paste hình này kia trên mạng nhiều, các bạn có sự sáng tạo như chưa, cho nên vậy là nhiều 4 điểm rớt. Cái này là lấy ý tưởng từ cái bộ trang phục nào rất là quen mà tôi lướt tôi tắt ngang tôi quên này, tắt ngang tôi quên tên luôn rồi ha. Và thứ hai họa tiết á, nó lấy cái này cái kiểu áo Nhật Bình cũng làm chưa tới nên gì không sao được em, họ lấy ý tưởng lợi của người ta dễ y xì luôn là không được. Ok ha, 4 chén ghê. Tiếp, trang phục Nhật Bản hả, cũng được đi nè, có đính cái nơ lên nữa nè, được 9A4 đó là mã 9A5 hả, trời đất ơi sao cái này giá kỳ trời nè, thấy không, rồi vẽ tô tèm lem nè, trời mấy em phải kỹ lưỡng cho thầy, trời ơi phải cắt dán này kia vô, trời những cái lớp khác người ta cắt dán dữ lắm em ơi nè, chàng ơi gì đâu mà thấy ghê, tèm lem từ lưa từ từ tê này của 9A3, công nhận chấm này mau dữ nè. Cái chắc này thì biết nè, cái này là của tôi nghi là gì, ai vẽ nè, cái gì mà Hải My phải không ta, nghi lắm. Vẽ nó phớt vừa quen rồi, thành ra là kêu nó vẽ kỹ nó giống được đâu, vẽ kỹ khẩu tè le tè hoài liền, mà nó phớt vậy kiểu như các bạn là nó khuynh hướng hay kiểu diễn họa kiến trúc ấy, thành ra là diễn nó đã. 9A3 sao mà, ủa vậy hả, 9A3 phải Hải My hả, ai quên tất ngang rồi, bảo tên gì quên nợ bạn gì đó phải không, Hải My lớp 7 à, đúng rồi, Hải My là như em của Gia Mỹ phải không, chứ gì nữa, ủa vậy hả phải không, ủa sao em biết, ủa sao em biết, ủa hả, ừ bảo sao em biết hay vậy, bảo hay vậy, Hải My 84 hả, à vậy sao quên, Gia Mỹ 95 hả, trời ơi mấy em đang ôm lại kiến thức cho thầy đó, thầy nào nhớ đâu, nghe không. Rồi bài này thì có qua què kim tiến lụa là gấm dốc được đi, theo khuynh hướng thôi, khổ tâm 85 tê lớp nào nữa đây, lớp 9A1 chàng ơi, có 9A1 này mấy em, chịu khó vẽ này nhìn là biết cái nét vẽ có Thục Uyên rồi, Thục Uyên là chuyên về cái mảng thiết kế, thành ra là cái chất nè, thấy không, cái bản thiết kế nó phải cỡ này ăn lên, thành ra nhìn vô cái chất nghệ thuật nó có, thấy không, đó rất là đã luôn. Ai từ từ tớ số em ơi, nói gì đó, nói sao thi hoa hậu hả, làm sao không em, cái này là thi thi người mập, không phải hoa hậu, thi người mập, thiết kế trang phục cho người mập mặc vô chứ không phải là hoa hậu nha. Ơ mắc gì trừ 50, mắc gì trừ 0.5, ủa là sao, tôi trừ ai, ủa em có bị gì không vậy em, cái trình độ đứng ở 8.5 chứ tao nói cho 9 điểm tôi trừ nửa điểm đâu mà em nói mắc gì trừ 0.5 là sao. Rồi tiếp, rồi cỡ này ăn lên mới được, nhưng mà tiếc quá về mấy cái kia, nhưng mà về cái chất này là đúng cái kiểu thiết kế thời trang của bạn thiết kế luôn nè, rất là ngon lành ha, thầy thích kiểu này. Và cái chất của bạn nè, cái nhịp điệu có nó làm sáng bóng bạn chơi, tại vì các bạn lớp 9 không đủ cái thời gian để các bạn đầu tư, các bạn hiểu không, thành ra cái chắc ở cái mức độ đó thôi, không biết đi xin ai được cái dòng này đeo vô cho người ta nè, không còn vẽ này kia, nói chung là cái chắc của Thục Uyên khi vẽ nó đã hơn. Tôi nghĩ cái này là vẽ không có kịp nè, ra vẽ cái này luôn, nhưng mà tôi đang thiên về nghĩ là các bạn vẽ giống cái kiểu như cái bình gốm gốm sứ Bắc Vàng á, theo kiểu cái gốm Minh Châu ấy, thành ra là nó sẽ thiên về màu xanh trắng nhiều hơn, rất là sang. Thầy thích những cái bộ trang phục liên quan tới màu tối giản như màu trắng màu xanh. Các bạn có để ý cái bộ trang phục của Nguyễn Thúc Thùy Tiên không?
rất là đơn giản ha, nhưng mà cái ý nghĩa nó rất là sâu, và cái chắc màu nó không có rực rỡ bằng những cái bộ trang phục của những cái nước khác, thấy không? Đó. Rồi, ok. 95. Tiếp. Này 92 hả? 92 ấy. 92 là Hục Yên hay là 91 là Hục Yên? Như 92 là Hục Yên hả? Hay là 91 Hục Yên? Trời sao ngộ vậy? Xong các em đã có nét vẽ giống nhau như vậy chứ. Tiếp đi. Trời sao cái này khó vậy mấy em? Từ từ. Cái này bao nhiêu điểm mấy em? Ai bật ký vậy? Ủa sao em biết ký nữa hả? Em biết ký nữa hả? Biết nghe không? Tai hơi ngắn thầy ơi. Ừ, cái tai này hơi ngắn. Thường cái phần tai á nó sẽ dài ngang đây. Các bạn để ý, các bạn khi các bạn đứng thẳng người á thì cái tai của mình sẽ chiếm hơn 2/3 cái phần đùi, hiểu không? Thành ra cái tai mình á cùng lắm nó phải tới đây chứ. Tai này hơi ngắn, thấy không? Hơi ngắn. Hơi ngắn. 92 là Phương Chi vẽ phần trên á thầy. Vậy hả Bảo? Chắc luôn, phải không? 92 là Phương Chi vẽ phần trên hả? Cái nét của Phương Chi đó hả? Phải không? Sao nhìn giống quá vậy? Vẽ mà các bạn thiết kế bự bành ti nè, thấy không? Vậy sao? Vậy ngon lành được rồi. Cái chắc cũng, cái chắc được ra một cái bản thiết kế, nhưng mà nó kiểu như so về cái bản này thì không có thích lắm. Ví dụ như giờ đặt hai cái bản thiết kế này kế nhau nè, thấy không? Thì chắc nhiên á là cái thiết kế theo kiểu mà gốm sứ Bát Tràng này nè, nó sẽ đẹp hơn và thích hơn rồi. Cũng như cái tổng thể về bố của các bạn căng đối trên một cái tờ giấy, thấy không? Còn cái này nó hơi bị nè. Thứ nhất bị cắt đột ngột, thứ hai nữa là về cái bản kế mình nhìn mình vẫn thấy cái sự gọi là nó, cái tay nó hơi rất là ngắn luôn so với cả một cái tổng thể của một con người, hiểu không? Nên đi nói chân chứ nữa, bây giờ họ sẽ vẽ đẹp ghê, ngày xưa hiếm ai vẽ được vậy lắm. Đúng rồi, bây giờ có nhiều cái tư liệu á, thành ra các bạn chịu khó lắm. Đúng rồi các bạn. Đây, mà chăm chế đi. Chính. Tiếp. Cái bài này sao giống vẽ cái trong cái bộ phim gì mà hôm bữa hot này nè. Quen quen mấy em ơi, tôi nhìn rất là quen luôn. 84 sừng thi vẽ hết đó thầy, vậy sao? Sừng thi đó hả? Trời ơi, đẹp quá vậy. Berona hả? Giữ sao? Hắc quản gia, ủa gì hả? Cộng điểm cho cái gì? Trời ơi, không có được. Nè, các bạn biết được cái ý tưởng tại vì cho phép các bạn đính này kia lên nữa này, thành ra các bạn có những cái như thế này thì đó là những cái cộng điểm cho mình, ok ha, rất là tốt luôn về cái mảng tạo hình. Nhưng mà vì cái chất trang phục á thì á, bây giờ như thế này, hiện tại á là thầy đọc trong cái nội quy á, nó chỉ để là thiết kế thời trang, cho nên thầy sẽ chấm theo kiểu thiết kế thời trang. Nhưng mà thầy không biết là bên môn văn á, nó có kèm theo câu là thiết kế dùng áo dài hay không. Nếu như có hai chữ áo dài vô là cái này rớt nha, thầy cảnh báo trước. Cho nên là thầy vẫn cho điểm là chăm chế cho các em, nhưng mà riêng sợ lạc đề thôi, hiểu không? Rồi vậy ha. Rồi 10. Tiếp. Này đây. Bướm lè tùm lum hết trơn vậy. Đó 83 đó hả? Ừ. 83 là ai đây? Xuân Yến vẽ phải không? 83 là Phi Yến hay gì đó. Ừ, cái này là theo kiểu áo Nhật Bình. Từ từ để tôi coi cái. Từ từ nha. Từ từ. Áo Nhật Bình không có cái họa tiết kiểu này em. Áo Nhật Bình cái họa tiết nó sẽ như thế này. Đây, họa tiết của áo Nhật Bình là từ cỡ này ăn lên. Tại vì nó là họa tiết vốn cổ, hay nói trắng tắt là họa tiết cung đình. Hôm bữa thầy có chỉnh cái tay lại rồi, nhưng mà bạn kiểu như bạn đã vẽ màu lên rồi, thành ra là hơi xong, hiểu ý không? Tám mà so với lớp 9 mà vẽ được như thế này, ok, chấp nhận cho 10 điểm. Đơn giản. Rồi chút xíu trải bài ra đi rồi tính sao. Chị chờ. Nó 81 đó hả? Trời em ơi, em đeo nguyên cái lông chim lên đầu luôn sao? Trời ghê quá à. Tôi tưởng tượng nha. Có biết là em tạo hình cái nón quay thao chứ gì. Nè, rồi đeo nguyên cái. Trời ơi, tôi tưởng đâu là em mà coi phim Ma Cương Thi, mà mấy em biết mấy con Ma Cương Thi mà mấy ông quan có cái cọng lâu lông con chim chỉ á, giống vậy đó mấy em. Ừ, thì ở đây là cái nón quay thao của mình nó gắn luôn cái cọng lông chim đó. Chứ gì nữa, mấy em phải suy nghĩ như vậy. Thứ hai nữa, cái này rườm rà quá, trời ơi, đội lên rồi sao thấy đường nó che cái mặt rồi sao mà đi, hiểu không? Dán lè lè quá đi. Ở dưới nữa nè. Trời sao cái gì vậy, để tôi dở đồ tôi coi cái mặt đồ sao. Bữa nay mặc đồ sao đó. Mặc đồ hôm nay được.
tôi dở đồ lên thì cũng không có bị sức gì hết trơn, thành ra nó quá là ok nha. Chưa được à, tất cả các bài đều tôi bằng màu hết, tuy nhiên cái này giả phát và đi bằng cái này thì gọi là chấm bài thủ công nha. Rồi ok, nhưng mà cái nón này tôi nhìn hơi bị nặng nha. Cắt không kỹ. 85. Thì cái bài cuối cùng này tôi tưởng đâu là em nhà em bán trà. Vì sao tôi nói về trà? Tại vì thường mấy em dịp tớm em có hay mua trà uống không? Thì trà đó là trà bông bưởi, bông nhòi, bông tùm lum tà la, tù lưa tà lơ hết trơn á. Thì bạn lấy những cái vị trà ở đất khách quê người á, lộn, à, vị trà ở nhà của mình, bạn lấy cái đó bạn cho về một cái ý tưởng rất là tốt luôn. Thứ nhất là cái này là cái cô tiên nha chưa. Thì hãy nghĩ đây là cái cô tiên gọi là bách hoa tiên tử. Đúng vậy, cho nên là xung quanh cô toàn là hoa lá hẻ hết trơn, tùm lum tà la. Và lớp 8 làm được như thế này là quá là tốt ha. Chấp nhận cho. Để từ từ nha. Ok, sáng tạo đừng đòi gì nữa. Nhưng mà hãy bạn thấy nó quen quen, cứ sợ là các em làm giống ý tưởng á, thành ra là sợ lắm. Ừ, thằng mùa xuân mởm chết rồi, 10 điểm. Rồi bây giờ như thế này, tất cả những bài 10 điểm sẽ đứng bên cạnh nhau đi rồi tính tiếp nha, còn mấy kia không bàn tới nữa. Rồi 10 điểm đi, cứ đứng bên cạnh nhau hết. Ngay kia không có bàn tới. Nè này 10 điểm nữa nè. Quá trời mù luôn. Và cái này là 9,5 là thấy là không có giải rồi, xuống. Nhưng mà lặng quạng nguyên có sáng mà lấy giải nó là cái tư xỉu luôn á. Nè cái này 9,5 đi xem xét lại. Rồi cái này là 8,5 là thấy xong rồi đó. Rồi cái này 5,5. Rồi ok, không tính. Rồi bây giờ bắt đầu ha. Bây giờ tổng cộng bây giờ là vô vòng loại 2, các bạn sẽ có tổng cộng là 4 lớp, nhưng mà bây giờ mình chỉ lựa ra có 3 giải thôi, thấy xong cũng đờ rồi đó. Ok ha. Rồi hiện tại bây giờ mình sẽ loại tổng cộng là 1 bài. Ok chưa? Rồi bây giờ bắt đầu ha. Thờ khắc quyết định nha chưa. Bây giờ thứ nhất mình phải ưu tiên cho lớp 8 trước. Tất nhiên lớp 9 mình cũng phải có chăm chế rồi, nhưng mà lớp 9 các bạn phải làm đột phá như thế nào thì cái giải nó mới vô tay mình, hiểu không? Nhưng mà nếu như mà nói về cái bản thiết kế á, thì hãy thích cái kiểu cái bản này hơn. Tại vì tất cả các bài có cái mảng này nè là đúng với cái tinh thần là cái bản thiết kế hơn. Rất là tốt ha. Đó. Bây giờ như thế này, bây giờ không lẽ mà đưa 3 lớp 8 vô lấy chạy hết là không có được. Hiện tại bây giờ là lớp 8 A2 10 điểm, 8 A3 10 điểm và lớp 8 A4 10 điểm. Trong khi đó là cái giải này là gồm hai khối, khối 8 với khối 9. Thành ra bây giờ nó khó khăn quá đi. Ví dụ như giờ nói cái này là phải, cái này có trang trí thì cái này cũng có mà mấy em. Cái này cũng có đàng hoàng chứ phải không có đâu, đúng không? Cái dòng cuối cùng bây giờ chọn qua hoa hậu nè. Bây giờ với cái trang phục như thế này mà đi thi quốc tế đó, thì cái sự bình chọn của tất cả khán giả thì hơi bị khó cho cái bức này à. Mặc dù người mẫu đẹp, người mẫu đúng chuẩn đi, nhưng mà đôi khi các bạn phải để ý nè. Có những cái cuộc thi sắc đẹp á, có khi hoa hậu á, cái dáng lại không có đẹp bằng á hậu. Mình phải nói một cái căm tâm như vậy ha. Nhưng mà những cái số điểm các người ta cao hơn thì người ta lấy giải thôi, hiểu ý không? Thành ra có khi những cái này nó quá tốt, nhưng mà cái trang phục của mình nó không có rực bằng của người kém, nó không có sáng tạo hơn thì lại thua, thấy không? Ừ. Đó. Rồi bây giờ cái này hiện tại là 3 cái 10, cho nên bây giờ hãy chỉ lấy ra một cái 10 và tất cả các điểm khác phải hạ xuống hết, chứ không thể nào chấm 10 được. Nếu như mà chấm 10 hết 3 cái thì đồng loạt 3 cái này là chung giải với nhau là không có được. Thì vô tình cái điểm quyết định hạng của các bạn chính là cái cô điểm môn văn. Thì môn văn mà cái bài nào lớn điểm hơn coi như cái là hạng nhất là không được ha. Rồi bây giờ cái này, thứ nhất là về cái phần vệ sinh, em làm hơi lem lúa và tô là không kỹ lưỡng, rất là lem ha, lem nè, thấy không? Lem, thấy không? Bài tốt nhưng lem ha. Rồi bây giờ cái này lem phải không? Một cái tính đi. Về cái này nữa, cái này thì cũng gọi là thầy không thích cái phần áo Nhật Bình ở dưới rồi. Và cái sự dán như thế này nè, thấy không? Này mấy em để ý nè, dán như thế này là không có khéo trong một cái bài chỉnh chu. Rồi ôi, bài hoa nè. Bài hoa là sáng tạo nhất, ok, bài hoa 10 điểm. Rồi bài hoa ha, rồi chốt bài hoa. Mẹ em muốn em đi học vẽ mà lớp thầy xa quá hả? À, mấy bạn kêu thầy mở lớp online nhưng mà thầy lu bu quá thì không có mở. Rồi ha, cái này là 9,7. Ok ha. Rồi tiếp, cái này là xuống. Nếu như cái này là xuống 9,5 thì vô tình nó lại đứng ngang với cái bước này là không được. Thành ra cái này mình sẽ cho xuống thành 9,6.
ha. Rồi tất cả các giải đã được quy hàm hết trơn rồi ha. Chỉ cần nhích nhẹ một cái phần trăm thôi, tất cả điểm sẽ khác. Tại sao thầy cho 9,6, 9,7 thay vì 9,75 hay là 10 hay là 5,25? Nhưng không, cho gì dễ cộng, dễ tính hơn ha. Rồi, biết sao không, lớp 84 làm tốt ghê vậy đó, nhưng mà nó hơi bị lem lúa như thế này, nó uổng quá, thầy rất là tiếc ha. Nếu như có giải tư thì lớp 9 là 1 sẽ là người lấy giải tư, nhưng mà giờ vô tình bây giờ là 3 lớp 8 là lấy 3 giải rồi. Thành ra là cái này là do môn ngữ văn chấm lợ thôi nha, chứ cái này là phân bố giải thầy không biết nha chưa. Bây giờ thầy muốn làm khó con ngữ văn thì thầy cho cái này lên 9,6. Rồi ok ha. Rồi hiện tại giờ có một lớp ngang giải 3, thì phần còn lợ đó là cô ngữ văn chấm cho các bạn. Rồi xong rồi ha. Rồi ok ha. Quá ngon lành. À ok, sắc sắc. Lớp 82 được giải nhất. Quá tốt. Chán thời gian ghê sao, vụ gì mấy em lớp nào vô binh hả gì? Thì mấy em đứng ở cái chỗ mà cầm căng nảy mực á, các em mới biết cảnh giác đó. Trời ơi, còn những cái này là nhìn tệ thì mình cho thẳng tay chứ giờ sao, đúng không? Tệ cho thẳng tay thôi. Cái này uổng ghê, làm công phu quá mà nhìn kỹ thuật nó không thích. Nó